À, xem ngày tốt tháng 4 âm lịch năm 2024 tốt mọi việc, khai trương động thổ, xây nhà, mua xe, làm gì thì cũng tốt. Quý vị làm đúng, trước sau gì cũng được giàu sang phú quý, tài lộc đầy nhà. À thưa quý vị, xem ngày tốt đẹp sẽ giúp khởi sự mọi việc được thuận lợi, làm những công việc quan trọng, đại sự được suôn sẻ và hanh thông. À, các nhà tâm linh học cho rằng ngày tốt giờ lành có ảnh hưởng trực tiếp đến cái chuyện thành bại của cái công việc mà chúng ta cần làm. Cái việc chọn ngày tốt nó không xung khắc, lại có các sao tốt nó chiếu mệnh thì vừa tránh được những yếu tố bất lợi lại có cái tài lộc nó vượng tiến hưng thịnh cho cả gia đình với quan niệm là có thở có thiêng có kiêng có lành đối với những cái việc trọng đại như là khởi công xây dựng nhà cửa động thổ xây nhà hoặc là gì ma chay cưới hỏi hiếu hỉ gì đó hoặc là cũng công việc như là lập ban thờ vân vân bốc bát hương thì người ta cũng thường chọn ra những ngày tốt lành nhất để tiến hành cái việc này trong phong thủy nó có ý nghĩa là cầu may mắn cầu bình an cầu tài lộc né tránh những cái xui rủi và cái vận hạn cho gia chủ chính vì vậy mà cái việc xem ngày tốt để tiến hành cái công việc trọng đại trong giới tâm linh ấy, trong giới tín ngưỡng ấy thì đã là vô cùng quan trọng ngày tốt lúc này trở thành những ngày đẹp giờ tốt là những ngày có trường năng lượng cực kỳ may mắn và cắt lợi nó tạo nên một cái sự thuận lợi hanh thông đối với những cái công việc mà gia chủ định tiến hành ở à, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ngày lành tháng tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn và để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt toàn thư để chúng ta sẽ tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng tư âm lịch. Thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt toàn thư bằng cách là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày tốt cho mình mà không phải nhờ bất kỳ một ông thầy nào. đó Còn bây giờ chúng ta phải bắt đầu vào xem chi tiết, luận giải chi tiết về những ngày tốt lành nhất trong tháng tư âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được những ngày nào tốt nhất trong năm để quý vị có thể tiến hành những công việc đại sự như là gì? Khai trương nhập trạch xuất hành, động động thổ, làm nhà hoặc là gì tiến hành công việc là lập mái, đổ trần hay là mua xe mua pháo vân vân. Thì để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt tuần thư. Ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt nhất thì quý vị có thể mở cái trang trang năm sáu nhé trang năm để quý vị tìm ra những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng cái tài liệu đồng công trình nhật quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tự xem cho mình một ngày tốt mà không phải nhờ bất kỳ ông thầy nào cả à, thì quý vị đã biết đấy theo đồng công ấy thì cái tháng tư nó bao gồm có hai tiết khí lập hạ và tiểu mãn trước lập hạ một ngày là tứ tuyệt sau lập hạ thì tam sát tại đông các phương dần mão thìn kỵ tu tạo động thổ đó và cái cái tháng tư ấy là tháng tháng tỵ đúng không ạ nó là tháng gì tháng kỷ tỵ nó ngày tỵ là ngày trực kiến đó. và bây giờ chúng ta cùng xét xem là trong cái tháng tư lịch thì sẽ có những ngày nào tốt nhất để chúng ta có thể tiến hành làm mọi việc cho được thuận lợi và may mắn à, quý vị thân mến Đấy. thì chúng ta cùng xét nhé thì đầu tiên để chọn ra những ngày tốt trong tháng tư âm lịch thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh để chọn được cái ngày nó đại cát nhất giúp quý vị làm mọi việc được thuận lợi và hay thông. À, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng tư âm lịch. Ấy. Tháng tư âm lịch nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024. ấy. Cái tháng tư nó là tháng kỷ tỵ, nó là tháng thiếu, đấy nó chỉ có 29 ngày thôi. Đầu tiên chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu sau đây. Ngày đầu tiên là ngày sát chủ, ngày sát chủ nó sẽ là ngày mão. Đó. Ngày mão nhá, ngày mão này chúng ta lại bỏ này. Nó sẽ có hai ngày mùng 8 là ngày kỷ mão và 20 là ngày tân mão thì là hai ngày này chúng ta không dùng làm việc gì tiếp theo ngày thứ hai chúng ta loại bỏ đó là ngày tụ tử ngày tụ tử nó sẽ rơi vào ngày tỵ nó bao gồm ngày mùng 10 là ngày tân tỵ và ngày 22 là ngày quý tỵ tiếp theo ngày số thứ ba mà chúng ta cần loại bỏ đúng không thì đó chính là ngày nguyệt phá tháng tỵ tháng tư là tháng tỵ đúng không ạ tháng tỵ kỷ tỵ thì tỵ hợi là tương xung vậy nên những ngày hợi sẽ là ngày nguyệt phá chúng ta không dùng đó nó sẽ bao gồm có 3 ngày mùng 4 đất hợi 16 sáu đinh hợi và ngày 28 là ngày kỷ hợi tiếp đến chúng ta loại bỏ một ngày nữa đó là gì ngày con nước ngày con nước thì quý vị cũng dùng được rất nhiều việc ấy chứ không phải là bỏ tất cả mọi việc nhé nhưng mà đại biểu của nó cũng là những ngày xấu mà tôi đã cho vào đây ngày con nước sẽ bao gồm ngày 11 và ngày 25 thì đánh dấu vào đây nhé nó phạm ngày con nước đấy và ngày 25 ngày 11 đó là ngày nhâm ngọ này và ngày 25 thì nó sẽ rơi vào ngày rơi vào ngày bính thân phạm ngày con nước đó tiếp đến là ngày tiếp theo chúng ta loại bỏ đó là ngày dương công kỵ dương công kỵ là ngày mùng 7 mùng 7 nó là ngày mậu dần nó phạm dương công kỵ đúng không ạ Tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát, nó là ngày bính ngọ và ngày mậu ngọ. Bính ngọ mậu ngọ thì trong tháng này không có. Ngày xấu tiếp theo chúng ta còn lại bỏ là ngày tam nương sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3, ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày Ngày mùng 3 thì nó là ngày 4 ngày mùng 3 nó rơi vào ngày giáp tuất này. Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày mậu dần này, trùng với ngày dương công này. Đúng không? Ngày 13 thì nó sẽ là ngày giáp thân này. Ngày 18 thì nó là ngày nó là ngày kỷ xíu này. Ngày 22 nó rơi vào ngày quý tỵ và cuối cùng là ngày 27. 27 nó rơi vào ngày mậu tuất đó. Đó là những ngày xấu mà chúng ta cần tránh. Tiếp đến còn 3 ngày nữa, đó là ngày nguyệt kỵ đúng không? Nguyệt kỵ bao gồm 3 ngày là mùng 5, 14 và 23 thì đi chơi cũng đổ huống chi là đi buôn. Vậy nên là cái ngày mùng... nguyệt kỵ chúng ta bỏ nhá. Ngày mùng 5 là ngày bính tý này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày ất dậu này và ngày 23 23 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày giáp ngọ đó. Đó là những ngày xấu cần tránh. À, sau khi loại bỏ những ngày xấu cần tránh xong ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư đúng không ạ ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt thì quý vị hãy mở trang năm sáu nhé trang 56 và trang năm đó để chọn ra những ngày tốt nhất này thì ngày đầu tiên chúng ta cùng xét về ngày ngọ đúng không ạ tháng tư tháng 4 là tháng tỵ tháng tỵ tháng kỷ tỵ thì chúng ta xét những ngày tỵ ngày tỵ thì bị phạm tiểu hồng sa nó bất lợi cho việc ăn táng xuất hành giá thú nhập trạch khai trương nếu dùng sẽ bị lãnh thối bệnh tật ruộng nương thì chẳng thu hoạch À, chết ở xứ xứ người không đem về được tài sản thì bị gì bị phá tán vì đây là ngày thọ tử không nên dùng đó là cái ngày uh, ngày tị nhá tiếp theo chúng ta xét ngày ngọ ngày ngọ có hai ngày thì chúng ta xét này ngày ngọ thì có huỳnh sa ngày canh ngọ thì có nguyệt đức đấy, giáp ngọ nhâm ngọ thì có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các các tinh đồng chiếu dùng ngày này trong vòng 60 đến 120 ngày thì tăng điền địa tấn nhân khẩu sinh con quý tử tăng tài lộc nó là ngày đại cát đã. ngày bính ngọ ngày mậu ngọ thì phạm vào thiên địa chuyển sát không dùng được như vậy chúng ta có ngày nhâm ngọ này Đấy. con nước rồi quý vị kỵ cưới hỏa nhá thì còn lại quý vị cũng dùng được này ngày 11 này 11 là ngày nhâm ngọ là tốt là ngày tốt đầu tiên tiếp theo ấy à chúng ta sẽ ngày mùi ngày mùi trực mãn có thiên phú lại có thiên tạc ngày tân mùi có thiên nguyệt nhị đức ngày tân mùi thì trong tháng này không có này ngày kỷ mùi thì có hỏa tinh Đấy, cũng không có nốt đó là ngày thứ cát là ngày tốt vừa đấy nói chung ngày mùi ấy, ngày mùi thì chỉ có ngày kỷ mùi và ngày tân mùi là tốt thôi còn lại là các ngày khác các các ngày mùi khác thì là xấu nhé không dùng được nhé như vậy ngày 10 hai là ất mùi và ngày 12 là ngày quý mùi cũng không dùng được tiếp đến chúng ta xét ngày thân ngày thân ấy ngày mùi này ngày thân này ngày thân này bị phạm châu tức câu giảo không lợi về việc khởi tạo xuất hành ăn táng hôn nhân vì nó chủ về quan tư khẩu thiệt trẻ nhỏ thì và đàn bà thì bị tai nạn ngày giáp thân ngày canh thân lại có sát tập từ trung cung đó sinh ra tai họa liên miên vì thế mà nó xấu cũng không dùng được đó ngày thân ngày thân nói chung là cũng cũng thuộc dạng xấu nhé thì chúng ta không dùng tiếp theo chúng ta xét ngày dậu đến ngày dậu ngày dậu thì là trực định đúng không ạ tuy có cửa thổ quỷ nhưng mà có thể làm những chuyện vặt thì được vì ngày dậu tháng tư là ngày thứ cát không nên động thổ an táng nhập trạch hôn nhân tu tạo nói chung là đều tránh rất đi vì rất xấu nói chung là ngày dậu có hai ngày 26 và ngày mùng 2 nhé, thì quý vị có thể dùng được nhưng mà kiêng kỵ những việc sau đây này quý vị ghi này à, kiên kỵ không nên động thổ là một này ăn táng này nhập trạch này hôn nhân này tu tạo thì quý vị không nên dùng chứ còn à, cái chuyện là khai trương nhé khai trương quý vị vẫn dùng được Đấy, vẫn được tốt à, tiếp đến chúng ta xét ngày tốt ngày tốt thì chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 3, 15 và ngày 27 đúng không ạ thì ngày tốt phạm một công giáo ngày bính tuất thì sắp tập nhiều trung cung làm việc trong ngày này thì bị đại hung duy trì có ngày giáp tuất thì làm việc nhỏ nhỏ thì cát à, nhưng mà gì ngày bính tuất là phạm không dùng được đúng không ạ còn hai ngày tốt khác thì phạm ngày tam lương thì chúng ta cũng bỏ tiếp đến chúng ta xét ngày hợi thì trực phá chúng ta không dùng này tiếp theo là ngày tý ngày tý thì ngày canh tý ngày canh tý là ngày 29 mươi có nguyệt đức ngày bính tý mậu tý ngày mậu tý là ngày 17 thì có thể khởi tạo hôn nhân động thổ khai trương rời chỗ ở về nhà mới nói chung là tốt đúng không ạ à, làm vào ngày hai ngày này thì được gì thêm con cháu tăng dụng vườn dụng đất vượng điền sản nói chung làm lớn thì được lớn mà làm nhỏ thì lại cắt nhỏ ngày giáp tý thì là ngày xấu thì chúng ta không dùng nhé còn ngày bính tý, ngày bính tý, ngày nhâm tý, ngày nhâm tý thì là mộc đỏ và bình không dùng được này. Như vậy chúng ta sẽ chỉ dùng được có ngày gì canh tý, bính tý và ngày mậu tý. Ừ, như ngày bính tý thì phạm ngày gì? Phạm ngày nguyệt kỵ rồi không dùng được. Như vậy chúng ta chỉ còn hai ngày, 17 và ngày 29. 17 là ngày mậu tý. Và ngày 29, 29 là ngày canh tý. Thì là dùng là được đại cát, còn các ngày tí khác không nên dùng. À, tiếp đến ta xét ngày xỉu ngày xỉu là trực thành đúng không? Ngày xỉu có thiên hỉ thiên thành nhưng lại bị phạm trước tức cốc giảo Nếu dùng sẽ bị bị gì? Bị quan phi kiện tụng, mắc lời ăn tiếng nói, tiểu nhân vu khống hãm hại. Ngày đinh xỉu quý xỉu lại bị sát tập nhập trung cung. Ngày đinh xỉu quý xỉu ngày 16 lại bị sát tập nhập trung cung này. 18 thì phạm người tam lương không dùng. Như vậy là gì? Ngày xỉu cũng xấu, chúng ta không dùng được. Tiếp đến chúng ta xét ngày dần thì cũng giống như ngày xỉu thì ngày dần cũng là xấu không dùng nhá. Tiếp theo là ngày mão, phạm người sát chủ rồi chúng ta không xét. À, cuối cùng là ngày thìn, ngày thìn thì là trực bế đó ngày mậu thìn giáp thìn thì bị sát tập nhập trung cung đó thì không dùng được không có về hôn nhân phải tạo ngày canh thìn tuy có nguyệt đức nhưng lại bị nghi là thiên địa chuyển sát không nên dùng đúng không Mà tháng này thiên địa chuyển sát đó là ngày bính ngọ và mậu ngọ như vậy ngày gì ngày canh thìn nhá ngày canh thìn là ngày mùng chín chúng ta dùng được mùng chín canh thìn này canh thìn thì dùng được nhá à, tiếp theo chúng ta xét đến ngày ngày nhâm thìn ngày nhâm thìn thì có hỏa tinh Nói chung là việc nhỏ được, các việc lớn như hôn nhân khai trương nhập trạch động thổ thì không nên dùng. Khai trương, quý vị nhớ nhá, ngày còn ngày 21 này. Ngày 21 này cũng là ngày thứ cát đấy. Nó có hỏa tinh, đấy. Nhưng mà kỵ các việc sao này? Kỵ các việc như là hôn nhân, khai trương, nhập trạch, động thổ. Đấy ba việc đấy thì quý vị không nên dùng. Ngày mươi 21 là ngày nhâm thìn. Thì không nên dùng nhá. Đó. Đó là những ngày tốt trong cái tháng tư. Như vậy là trong tháng tư âm lịch thì chúng ta có gì? Có 5 ngày tốt nhá. Có 5 ngày tốt và tùy từng việc thì quý vị cứ theo cái chỉ dẫn của đồng công mà quý vị làm thì sẽ được cắt lợi và may mắn đó. như vậy là gì từ thông đã vừa sử dụng cái tài liệu là gì ngày tốt tuần thư để tìm cho quý vị những ngày tốt nhất đó thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 919 để tìm quyển sách ngày tốt tuần thư nhé à, tiếp theo chúng ta cùng đi đến phần là cách chọn giờ tốt đúng không? chọn giờ tốt trong cái tháng tháng 3 thì quý vị hãy mở trang 127 trang 127 thì có cách chọn giờ tốt đúng không ạ thì chúng ta đến phần này đến phần chọn giờ tốt ví dụ như là ngày gì canh tí đi canh tí là đúng không ạ canh tí kỷ thân canh canh tân, canh tí đây canh tí chúng ta cùng xét về giờ canh tí nhé thì ở cái phần trăm một trăm hai bảy trăm một trăm hai bảy có phần hướng dẫn chọn giờ tốt đây cách chọn giờ tốt này gặp hai cắt tinh thì là tốt gặp một cắt tinh một hung tinh thì là trung bình gặp hai hung tinh thì nên tránh gặp một hung tinh mà không có cắt tinh thì cũng nên tránh nhé quý vị nhé đó thì cái cột này là cột chữ đậm là cắt tinh này chữ nghiêng là hung tinh nhá quý vị cứ theo đó mà quý vị chọn này Ê, chúng ta cùng xét về ngày canh tí ngày canh tí là ngày 29 đúng không ngày 29 đây tôi để cho quý vị xem ngày 29 ngày canh tí này sẽ có các giờ tốt sau này ngày canh tí thì nó khởi là khởi giờ bính tí giờ bính tí thì có nhiệt kiến có bất ngộ thì là nó là gì nó là trung bình đinh giờ đinh sửu có thiên ất lại có nhiệt hợp nó là tốt nhá như vậy là gì cái ngày canh tí này chúng ta sẽ có giờ tốt đầu tiên là gì giờ sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ đúng không tiếp theo là gì giờ dần thì có nhiệt mã có bạch hổ ấy, cũng là giờ trung bình nữa. giờ mã thì có ngọc đường nhưng lại có gì có nhiệt hình thì chúng ta cũng gì cũng là giờ trung bình nhé tiếp đến là giờ thìn ấy. giờ thìn thì có thiên lao và có tuần không thì là không tốt giờ tỵ thì có tuần không và có huyền vũ cũng xấu giờ ngọ là giờ nhâm ngọ ấy, thì có thiên ất có triệt không nó là giờ trung bình Đấy, quý mùi thì có thiên ất và có triệt không nó cũng là giờ trung bình giờ giáp thân thì có thanh long và có nhiệt lộc như vậy là gì giờ giáp thân là từ 15 giờ đến 17 giờ đúng không ạ 17 giờ nó là giờ tốt nhá và giờ dậu là giờ ất dậu thì có minh đường hoàng đạo nó cũng là tốt, tức là từ 17 đến 19 giờ là tốt đúng không ạ? Tiếp theo giờ tốt thì có hỷ thần và có bất ngộ nó là giờ trung bình. Còn giờ đinh hợi thì có chu tước, lại không có giờ hoàng đạo, vậy nên là nó nó sẽ là giờ giờ xấu nhá. Như vậy là trong cái ngày giờ ngày canh tí ấy, chúng ta sẽ có từng này giờ tốt, Động có 3 giờ tốt, 1 đến 3 giờ sáng, 15 đến 17 giờ và 17 đến 19 giờ là 3 giờ cắt lành nhất. Đó. Thì tương tự như vậy quý vị có thể chọn ra những cái giờ tốt nhất ấy, bằng cách sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư này nhé để chọn ra cho mình những cái cái giờ tốt nhất đấy thì quý vị cứ nhớ là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư này tự xem cho mình những ngày có cắt lành nhất trong trong tháng à, trong mọi tháng nhé quyển sách này xem cho các năm đã chỉ cần quý vị có một quyển lịch này thôi thì cái lịch năm này thì khi quý vị thỉnh vật phẩm thỉnh thỉnh sách ấy, thì sẽ được tặng kèm nhé tặng kèm sách đó à, thưa quý vị như vậy là trong cái tháng tương lịch thì chúng ta sẽ có bốn ngày tốt có năm ngày tốt đó Ngày tốt đầu tiên là ngày 11 là ngày nhâm ngọ này. Ngày tốt thứ hai là ngày 17 là ngày mậu tí này. Thứ ba là ngày 29 là ngày canh tí. Thứ tư là ngày mùng 9 là ngày canh thìn và thứ thứ năm là ngày 21 là ngày nhâm thìn. Đó là những ngày tốt có thể dùng được các việc như Tử Thông đã chia sẻ ở trên. quý vị hãy lựa chọn ra cho mình một ngày tốt đẹp nhất để chủ động hơn trong cái chuyện là sắp xếp công việc và chọn ra ngày hoàng đạo cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn